Thưa quý vị, dịch bệnh hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp. Cả nước đã ghi nhận hơn 21.800 ca mắc Covid-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh có hơn 8.000 ca, thậm chí có ngày ghi nhận kỷ lục hơn 1.000 ca mắc, điều chưa từng có trong các đợt dịch trước đây. Và quan trọng, dịch đã lây lan rộng trong cộng đồng, lan rộng ở các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Vì số ca mắc trong cộng đồng ngày càng tăng cao, nên cần phải có giải pháp chống dịch mạnh mẽ như chỉ thị 16 để sớm ngăn chặn, kiểm soát được dịch. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh quyết định sẽ áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, thời gian áp dụng là 15 ngày. Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp chiều ngày 7 tháng 7 với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố để ngay công bố một số nội dung chỉ đạo quan trọng về công tác dịch COVID-19 trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh cần coi việc chống dịch như một cuộc chiến đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng người dân là trên hết. Trước đó từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày trên quận Gò Vấp và phường Thành Lộc quận 12 giãn cách theo chỉ thị 16. Nhưng do thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng nên đến ngày 14 tháng 6 thành phố tiếp tục giãn cách xã hội toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần từ 0 giờ ngày 15 tháng 6 cho đến 0 giờ ngày 29 tháng 6. Đến ngày 19 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tạm ngưng các chợ tự phát, dừng vận chuyển hành khách công cộng cho đến nay. Nhiều người dân hiện giờ vẫn còn hoang mang lo lắng về chỉ thị này và không yên xin nhắc lại để quý vị nắm rõ, chỉ thị 16 yêu cầu người dân ở yên tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như khi phải mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu làm việc tại các nhà máy các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu cơ sở sản xuất không bị đóng cửa dừng hoạt động Ngoài ra, khi giao tiếp, người dân cần thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi trường học, bệnh viện, công sở và tại nơi công cộng. Quý vị còn nắm rõ là thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống chở hành khách, nhưng lực lượng giao hàng shipper vẫn hoạt động bình thường.